Học viện Hàng không Việt Nam chưa bao giờ làm dân tình thất vọng vì độ sang chảnh, sức chịu chơi cũng như sự đổ bộ ồ ạt của dàn trai xinh gái đẹp mỗi năm. Do đặc thù của nghề nghiệp, định hướng phát triển công việc tương lai nên môi trường này luôn khắt khe trong khâu tuyển sinh đầu vào cũng là điều dễ hiểu. Và một khi đã nhắc đến dàn Wild Boy, Wild Boy nổi tiếng của Học viện Hàng không thì khó có thể bỏ qua Nguyễn Thị Trúc Phương, cô bạn sinh viên năm 2 sở hữu những bức ảnh ngàn like trên Facebook cùng nhiều comment khen ngợi về nhan sắc lai tây từ phía cộng đồng mạng. Bộ ảnh nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng những ngày qua. Ảnh Nguyễn Đức Dương. Nữ sinh này đang học ngành dịch vụ thương mại hàng không, mọi người vẫn thường gọi Trúc Phương bằng cái tên thân mật như nickname Facebook của cô bạn là Hanai. Theo chia sẻ, Trúc Phương tình cờ chụp bộ ảnh nhân một buổi sáng có tiết học trên lớp. Cô bạn cho hay, lúc ra chơi, mình có thời gian rảnh rỗi một chút và tiện khi đó bạn mình ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường đem theo máy ảnh nên hai đứa rủ nhau ra chụp để làm kỷ niệm. Trúc Phương sở hữu nhan tây tây khiến nhiều người lầm tưởng là con lai, ngoại hình cao ráo, làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt sâu hút hồn, chiếc mũi thẳng tắp cùng nụ cười sáng và góc nghiêng thần thánh đã giúp cô bạn chiếm trọn cảm tình từ người đối diện. Ở cô gái này luôn toát lên vẻ đẹp mong manh sương khói và sự thanh tú hiếm có. Năm trước cô bạn cũng đã chụp một bộ ảnh cùng 9 bộ đồng phục trường và được mọi người khen ngợi rất nhiều, đồng thời nhận gây chú ý với gần 10.000 lượt like chỉ sau một thời gian ngắn. Ở bất cứ góc nào thần thái vẫn cứ là xuất sắc. Ảnh Nguyễn Đức Dương. Nữ sinh kể thêm, mình rất vui vì mình xung quanh có nhiều người yêu quý mình đến vậy. Ngoài ra đây còn là một cơ hội giúp mình giới thiệu cho những người khác biết đến ngôi trường mà mình đang theo học. Ngày nào mình cũng vào đọc comment, theo dõi lượt share của các bạn và thải yêu thích nhưng tiếc là chưa thể trả lời được comment của tất cả mọi người. Điều đặc biệt hơn nữa vào thời điểm này năm ngoái mình được mọi người quan tâm đến nhiều nhờ bộ ảnh mặc đồng của trường và trùng hợp năm nay cũng vậy. Một thời gian dài, Trúc Phương đã tìm hiểu trên mạng về Học viện Hàng không và thấy nó phù hợp niềm yêu thích, đam mê của bản thân nên cô bạn đã quyết định chọn ngôi trường này từ trước khi thi đại học. Cuộc sống những năm đầu đại học còn gặp không ít khó khăn với cả trăm ngàn thứ bỡ ngỡ nhưng với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn bè nữ sinh cho hay chuyên ngành mà cô bạn theo học cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 1,2, 3,5. Phương có đánh rơi nhịp nào không? Trước đây nữ sinh khá rụt rè, thiếu tự tin bởi vậy đối với Phương, đến với hàng không là một sự lựa chọn, một quyết định đúng đắn vì môi trường này giúp cô bạn mạnh mẽ và có nhiều cơ hội hơn để thử sức mình. Ngoài công việc ở trường thì Phương có thử sức ở một số công việc như chụp hình, làm mẫu ảnh, quảng cáo cho một số nhãn hàng. Công việc này giúp Phương giảm stress và đem lại nguồn thu nhập cho cô bạn, có thời gian nữa thì nghe nhạc, xem phim hoặc lang thang cafe, gặp gỡ bạn bè. Cô bạn tâm sự, dù sao đây cũng là ngành học mình yêu thích nên mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì bất cứ quyết định nào. Sắp tới mình muốn hoàn thành thật tốt việc học để ra trường đúng hạn. Ngoài ra mình cũng muốn hoàn thiện bản thân để có thể tự tin tìm kiếm nhiều cơ hội ở những lĩnh vực khác, muốn thu về kinh nghiệm nhiều hơn, hoàn thiện bản thân tốt hơn và sau cùng là có thể giúp ích cho cuộc sống trong tương lai. Nhan sắc đốn vụt biết bao chàng trai trong vòng một nốt nhạc.